Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn của ngày Tết Hàn Thực năm 2024 năm Giáp Thìn. Quý vị thân mến, Tết Hàn Thực được biết đến là một ngày Tết quan trọng với người dân Việt Nam. Trong văn hóa dân gian thì Tết Hàn Thực còn được gọi là Tết bánh trôi bánh chay. Hàn Thực có nghĩa là thức ăn lạnh. Tết Hàn Thực được diễn ra vào đúng cái ngày mùng 3 tháng 3. Vậy nên là cái Tết Hàn Thực đôi khi bị người ta hiểu lầm, đó là ngày Tết Thanh Minh, đúng không ạ? Và cái Tết Hàn Thực năm 2024 năm Giáp Thìn thì nó sẽ diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch đó. Quý vị đã biết ấy, cái Tết Hàn Thực nó ra đời gắn liền với cái điển tích là Giới Tử Thôi chết cháy. Câu chuyện diễn ra vào cái thời Xuân Thu, khi mà vua Tấn Văn Công của nước Tấn bỏ nước lưu vong giữa cái loạn lạc và gặp được một người tên là Giới Tử Thôi, được ông giúp đỡ giành lại ngôi vị. Xong sau cái đoạn lễ mới báu thì lúc phong thần cho những cái người có công ấy, vua lại quên mất cái sự giúp đỡ của Giới Tử Thôi. Tuy vậy, Giới Tử Thôi vẫn không hề oán giận. Ông trở về đưa mẹ già vào trong núi ở ẩn. Một thời gian sau, khi vua nhớ ra bèn cho người đi tìm, nhưng mà khi tìm Giới Tử Thôi lại không chịu về lĩnh thưởng. Vua thấy vậy liền hạ lệnh đốt rừng để ép ông phải chạy ra, nhưng lại khiến cả hai mẹ con ông bỏ mạng giữa chốn rừng đó. Vào đúng ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, cái chết của ông khiến cho vua đau lòng và ân hận, cho lập miếu thờ và hạ lệnh kiêng dùng lửa trong suốt 3 ngày và chỉ ăn thức ăn nguội lạnh nấu sẵn để mà tưởng nhớ đến Giới Tử Thôi. Thì tại Việt Nam, Tết Hàn Thực cũng đã được hợp nhất với cái Tết bánh trôi bánh chay. Và khi mà du nhập vào Việt Nam ấy, thì cái Tết tháng 3 tại Việt Nam thể hiện rõ ràng cái nét đặc trưng văn hóa, cái lối sống riêng của người Việt. Tết Hàn Thực của người Việt mang cái ý nghĩa hướng về nguồn cội, về tổ tiên, ghi nhớ công ơn của những người đã khuất. Cứ mỗi lần Tết đến thì mỗi người, mỗi thành viên đều cùng nhau ngồi bên cái mâm cơm sum vầy của gia đình. Vào trong cái ngày này thì các gia đình người Việt cũng chuẩn bị lễ bánh trôi bánh chay để lễ Phật cầu thần, cúng gia tiên. Thậm chí nhiều nơi còn cúng thần thành hoàng để bày tỏ lòng thành kính đối với các đấng bề trên. Cái mâm cỗ cúng Tết Hàn Thực cũng gồm có nhang hoa, hoa quả tươi, trầu cau, tránh dùng những loại quả có nhiều gai góc để bày làm mâm ngũ quả. Trên bàn thờ cũng phải có một ly nước sạch để thể hiện cái tâm thế trong sạch, thanh tịnh của gia chủ khi mà làm lễ. Đồng thời cái mâm cúng Tết Hàn Thực không thể thiếu bánh trôi, bánh chay. Luôn phải có 5 hoặc là 3 đĩa bánh trôi bánh chay. 3 bánh chay dâng lên ban thờ. Bánh trôi bánh chay đều được làm từ cái loại bột nếp mang đậm cái ý nghĩa của nền văn minh nông nghiệp lúa nước của người Việt Nam. Tương tự như bánh chưng, bánh dày. Thưa quý vị, cái hình ảnh bánh trôi bánh chay được nặn hình tròn để thể hiện truyền thống là uống nước nhớ nguồn. Bánh trôi tượng trưng cho 50 người con theo mẹ của ông Cơ đi xuống biển. Bánh chay lại tượng trưng thể hiện cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân lên núi xây dựng cái cuộc sống no ấm, hạnh phúc cho thế gian. Tuy Tết Hàn Thực của Việt Nam nó bắt nguồn từ cái phong tục của Trung Quốc, nhưng đã được hợp nhất và thay đổi dần gần như hoàn toàn khi mà du nhập vào cái văn hóa của nước Việt Nam. Tết Hàn Thực đã hợp nhất với Tết bánh trôi bánh chay. Tết tháng 3 của người Việt vào cái ngày này thì chúng ta vẫn nấu nướng bình thường, không kiêng khem dùng lửa hay là chỉ ăn thức ăn lạnh. Vậy nên có thể nói cái ngày mà Tết Hàn Thực hay là Tết bánh trôi bánh chay ở Việt Nam ấy, là một cái nét đặc biệt, đặc trưng văn hóa riêng của người Việt Nam nhé. Vậy thì Tết Hàn Thực có gì khác với Tết Thanh Minh? Đấy. Thưa quý vị, cái Tết Hàn Thực nó vẫn đang nằm trong cái Tết Thanh Minh nhé, Tết Thanh Minh. Thì Tết Thanh Minh nó khởi từ ngày 26 tháng 2. Thì cái ngày đầu tiên của Tết Thanh Minh gọi là Tết Thanh Minh, đúng không? Bởi sự trùng hợp giữa Tết Thanh Minh và Tết Hàn Thực nên là nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa hai cái Tết này là một. Tuy nhiên chúng cũng có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vào ngày Tết Hàn Thực thì các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên, lễ Phật cầu thần nhằm bày tỏ cái lòng thành kính và biết ơn, cùng nhau quây quần ăn bánh trôi bánh chay, cầu mong cái điểm lành đến với gia đình. Mặt khác, Tết Thanh Minh lại là cái dịp để con cháu đi viếng, đi tảo mộ, đi chăm sóc, sửa sang mộ phần của ông bà tổ tiên để bày tỏ cái lòng tôn kính nhớ thương với những người đã khuất. Bên cạnh đó, Tết Hàn Thực nó diễn ra cố định hàng năm vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Còn Tết Thanh Minh thì nó không cố định mà nó chỉ rơi vào khoảng tháng 3 âm lịch. Thưa quý vị, và trong cái lễ Tết
Thành thực ấy, thì để có được những cái may mắn bình an thì ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bài văn khấn Tết Hàn Thực. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật mười phương. Con lạy Hoàng Thiên Hộ Thổ, chư vị tôn thần. Con lạy Ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy Ngài Bản Gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn Thần. Con kính lạy Ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Con kính lạy các bậc tiên gia cùng chư vị tôn thần cư ngụ tại đất này, xứ này. Con kính lạy Cao Tăng Tổ Khảo, Cao Tăng Tổ Thỉ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, Hội đồng Gia Tiên Nội Ngoại, họ dâu rể, dòng họ. Gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ tên, năm sinh. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Nhân tiết Hàn Thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân của trời đất, chư vị tôn thần nhớ đức củ lao của tiên tổ, thành tâm sắm lễ quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con kính mời Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương, Ngài Bản Sứ Thần Linh Thổ Địa, Ngài Bản Gia Táo Quân, Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần Tài Thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành hoan hỷ thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ tổ khảo tổ tỷ, chư vị hương linh hội đồng gia tiên nội ngoại dòng họ, nghe thấu lời cầu khẩn của chúng con hiển linh, chứng giám cho lòng thành thụ hưởng lễ vật, gia độ cho con cháu được gia đạo hưng vượng. Con cháu hay ăn hay làm, thông minh học giỏi, gặp công việc có quý nhân giúp đỡ phù trợ, công chức thì hanh thông, làm ăn buôn bán thì gặp nhiều may mắn. Tín chủ chúng con lại kính mời các vị vong linh, các vị tiền chủ hậu chủ cư ngụ trong đất này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình thì thuận hòa, con cái ngoan ngoãn, thông minh học giỏi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái bài văn khấn của ngày Tết Hàn Thực. Thì quý vị có thể tham khảo cái bài văn khấn này ở trang 40 của quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé. Quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Đấy, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Đó. Trong này có 77 bài văn khấn, có 77 bài văn khấn để cho quý vị lựa chọn nhé. Bao gồm tất cả các lễ cúng khấn như là rằm mùng 1, động thổ, khai trương, nhập trạch, xuất hành, mừng thọ, hoặc là kết hôn, cưới hỏi, vân vân. Đủ hết tất cả các bài. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong cái bài văn khấn, và sau đây là những cái điều kiêng kỵ trong cái dịp Tết Hàn Thực. Thưa quý vị, để cái Tết Hàn Thực nó trọn vẹn và tốt lành hơn thì gia chủ cần phải chú ý những điều kiêng kỵ sau đây. Thứ nhất là kiêng lửa. Trước đây thì vào cái ngày Tết Hàn Thực ấy thì kiêng kỵ quan trọng nhất là không nổi lửa. Cái điều này bắt nguồn từ cái lễ Tết Hàn Thực ở Trung Quốc. Trong ngày thì mọi người không đốt lửa để nấu ăn, thức ăn nóng, mà cần phải chuẩn bị đồ ăn nguội để đúng với cái bản chất của ngày Tết ăn đồ lạnh. Hiện nay ngày Tết Hàn Thực ở Việt Nam thì không còn kiêng nữa, mà vẫn dùng bánh trôi bánh chay để dâng hương, thắp hương, thờ cúng, với cái ý nghĩa là gì? Ăn thức ăn nguội là Tết Hàn Thực đấy. Tiếp theo là kiêng ăn mặn và sát sinh. Trong ngày Tết Hàn Thực thì các món ăn chay không mặn sẽ được khuyến khích hơn. Nguyên nhân cái việc kỵ sát sinh là để giúp cho linh hồn của những người đã mất ấy, dễ dàng được siêu thoát. Một số gia đình thì không có điều kiện để ăn chay, nhưng vào ngày này họ cũng kiêng sát sinh, làm như vậy để thể hiện cái sự tôn kính với những người đã khuất. Tiếp theo là kiêng tranh chấp cãi vã. Cái việc tranh chấp cãi vã giữa người thân trong nhà, nếu mà tránh được thì nên tránh, đặc biệt là trong ngày Tết Hàn Thực là một điều kiêng kỵ. Đó. Nếu xảy ra vấn đề gì thì mọi người nên ngồi lại với nhau bàn bạc và tìm cách để hóa giải, tránh để xích mích. Đặc biệt là mọi người nên tránh dùng những từ ngữ xui xẻo sẽ khiến cho không khí gia đình nó thêm nặng nề. Thưa quý vị, đó là những cái điều kiêng kỵ cơ bản. Thì còn rất nhiều cái điều kiêng kỵ trong ngày Tết Hàn Thực nữa. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái trang 41 của quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn của ngày Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.